Hành dâng cung mẫu, làm thuê nuôi mẹ, working to support his mother. Giang cách mất cha thuở ấu thơ, nhà nghèo nuôi mẹ hiếu vô bờ. Gặp thời loạn lạc thêm khốn đốn, cõng mẹ đó đây chẳng chốn nhờ. Thoát nạn cướp đường nhờ hiếu thảo, hạ bì tận lực nhện xê tơ. Lừng danh hiền đức nên quan chức, còn chảnh yêu dân hiếu mãi thờ. Mẹ mời dùng cơm. Ây da, Cách Nhi. Không may, không may rồi, sắp chết đến rồi, sắp chết đến rồi. Mau chạy, mau chạy, càng xa càng tốt. Cách Nhi, con hãy cùng họ mau chạy trốn đi. Mẹ, thế còn mẹ thì sao? Ây, mẹ đã già rồi, nhúc nhích còn không nổi, huống chi là chạy. Con không cần lo cho mẹ nữa. Mẹ chạy không được thì con sẽ cõng mẹ, con nhất định sẽ không bỏ mẹ ở lại. Nếu người muốn sống thì khôn hồn hãy mau đưa tiền đây. Vị tráng sĩ này, tại hạ trên đường chạy nạn đến đây, trên người không có tiền. Không có tiền? Hừ, vậy ta bắt người đi. Đại ca, chờ một chút. Không tiền, nói cũng hay lắm. Ha ha, chúng ta khó khăn lắm mới bắt gặp người trên đường này. Thân thể tên này cũng tráng kiện, ngươi hãy theo chúng ta nhập bọn làm thổ phỉ. Không được, không được. Thế nào, dám xem thường chúng ta? Không, tôi không phải ý này, vị tráng sĩ, hãy nghe tôi nói. Ngươi được chúng ta coi trọng là phước bảy đời của ngươi đấy. Chỉ là ta còn một mẹ già, không ai chiếu cố. Nếu cùng đi theo các ông rồi, vậy ai sẽ săn sóc mẹ ta? Mong tráng sĩ hãy thủ hạ lưu tình, xin tha cho chúng tôi. Đại ca, chúng ta cũng có mẹ sanh mà, thấy hắn như là người con hiếu thảo, để cho hắn đi đi. Thấy ngươi có hiếu như vậy, được, hôm nay ta tha cho ngươi, hãy trở về phụng dưỡng tốt mẹ ngươi. Cảm ơn tráng sĩ. Huyện Hạ Bì. Cách Nhi, con có mệt không? Mẹ con ta hãy nhìn lại nghỉ ngơi lát đi. Con không mệt mẹ à, chờ đến phía trước rồi chúng ta hãy nghỉ cũng không muộn. Mình cần phải tới các nhà phú gia để làm công kiếm tiền về nuôi mẹ. Con cần ra ngoài, mẹ ở đây đợi con. Con đi rồi sẽ trở về. Lão nhân gia, tôi và mẹ chạy nạn đến tận đây, hiện tại không có nơi ăn chốn ở, xin nhận tôi đến quý phủ để làm công, hầu có được tiền để phụng dưỡng mẹ già. Được, tốt lắm. Ngươi trước tiên hãy tìm nhà cho mẹ ngươi tạm trú trước, rồi hãy trở lại đây làm việc. Giang Cát, đây là tiền công của ngươi tháng này, hãy lấy đi. Cảm ơn lão gia. Mẹ, hôm nay con được phát tiền công rồi, con đã mua rất nhiều đồ ăn ngon về, mẹ con mình cùng ăn nhé. Ê, Cát Nhi ngoan, lại đây, con cũng ăn đi.
Không có sao đâu mẹ, để con ra ngoài ăn cũng được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi con. Không sao, mẹ, con không mệt. Giang Cách sinh vào đời nhà hậu Hán, mồ côi cha từ lúc bé, nhà rất nghèo và sống một mình, thờ mẹ rất có hiếu. Và một ngày nọ trong lúc loạn lạc, ông cõng mẹ trên lưng và chạy trốn. Giữa đường chẳng may gặp phải giặc cướp, muốn bắt ông đi làm đạo tặc. Giang Cách van nài khóc lóc và cầu xin tha. Nếu tôi đi theo các ông, rồi thì mẹ tôi một mình không ai săn sóc, sẽ bị đói mà chết, xin hãy tha cho chúng tôi. Bọn cướp thấy lòng hiếu thảo chân thành của ông, liền cảm động và thương tình không bắt ông đi nữa. Qua cơn hiểm nguy, Giang Cách cõng mẹ đi tới huyện Hạ Bì và tận lực làm thơ làm mướn nuôi mẹ. Sau này bởi lòng hiếu tâm khả ái của ông nên được mọi người kính mến và được tiến cử làm đại quan. Ông là một vị quan thanh liêm cần chánh yêu dân và cùng mẹ sống với nhau rất hạnh phúc. Có kệ khen rằng: phụ mẫu đào nguy nạn, cùng đồ tặc phạm tần, ai cầu câu hoạch miễn, dông lực dĩ cung thân. Cõng mẹ trốn hiểm nguy, cùng đường gặp tặc đồ, kêu cầu thương xót tha, làm thuê nuôi mẹ già.